Được một cái váy có lâu không chị? Mua mấy mấy? Chục ngày mới được. Cái sợi thì mình lấy sợi đâu chị? À chỉ là mình mua chứ mình không phải làm chỉ nữa đúng không? À kia. Cho nó nhanh. À lý do vì sao mình tưởng là tàu là bởi vì cái chỉ của nó là chỉ tàu thôi. Còn dệt là dệt người dân tộc. Chị làm đi. Chị tên gì? Thơm à? Động Pa Thơm mà lại gặp cô gái tên là Thơm. Chị sinh năm bao nhiêu? Em sinh năm 88. 87 à? 88 à? Mình làm để bán hay mình làm để dùng thôi? Bán. Cả dùng cả bán. Một cái váy này thì bán bao nhiêu tiền? Doing business hả chị? Ngồi đã tính tiền ngay rồi. Không quan đẹp nhỉ? Chị dệt đi. Chị tự sáng tạo ra cái họa tiết đấy à? Vâng. Khéo tay kinh lên được ấy.